đây 6 năm về trước, chị với anh có chơi game Liên Quân, gặp nhau. Mà lúc đó chị không có khoái không đâu, chị khoái thằng bạn ổng. Tự nhiên bỗng ngày nào đó chị chơi với ổng, chị thấy ổng chơi hay quá cái chị mê. Nhưng là người cũng hơi có thức xinh đẹp nè, nói chung thì ổng tốt dễ thương, cái hơi khờ đù. Chắc chắn là đù. Cậu là giao bao nhiêu thì cũng có lộn này kia, nhưng mà hai đứa cố gắng chia sẻ nhau, có cái gì thì nói cho nhau biết, cũng gắng giữ được hạnh phúc tới hơn 6 năm giờ, có thêm người yêu mới rồi. Con ơi, sau này á, cái mũi cái miệng con có thể giống cha con mắt con đừng giống cha con được không? Mẹ cha mẹ thương con lắm đó, biết không? Mong nó sau này đừng có bắt mẹ thôi, chứ cũng không có mong gì để nó sống lớn khỏe mạnh. The stars come to shine when it's dark. From so far away, show us where we are. What makes the sun go to sleep every night? And what's it dreaming of? I wonder. The sky sometimes hides behind the clouds. Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? Quý trọng mình là trai, là trai. Dạ. Gái dạ. Thì đại diện nhà trai đến chương trình này là gái dạ, cùng dạ. Mời cái những đồng minh đại diện mình gái dùng đủ cho phép được nhà trai nhập gia. Dạ. Kính mời. Tôi đại diện bên nhà trai, nhà gái tiếp nhận lời nói của thầy thuốc để cho mình đại diện nhập gia. They left behind. Could it be to make the ground shine like gold until winter comes? Until winter comes? Until winter comes? It really makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Thank you.
phần nữ trang thì trong đó thì gồm là một cọng dây chuyền là một cây và tấm lắc là một cây với một đôi bông là một chỉ, trong đó là vàng 24, là thêm một cái cặp nhẫn là một chỉ mà vàng 18, và mà kính định thêm luôn luôn là cái phần tiền thì bên nhà trai gửi bên nhà gái là 50 triệu, thì trong đó là cái phần trình đó là bên cái lễ bên nhà trai chương trình đó là hết. Through all the storms I'm by your side, through days of warmth I'm by your side, like the stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Cold nights with your hand in mine, all wrapped up warm, sitting by the fire. This life is the best, living wild and free, with you there right next to me. Oh, no matter where we go, oh, my heart is yours to roam. Through all the storms I'm by your side. Hai đứa xin, ngoài đây xin phép ba bên tặng cho hai trẻ nó đi qua bên chỗ sở đi. Dạ. Để nó kiếm tổ tiên xong rồi mình quay trở lại đây, mình sẽ giới thiệu cô chú bác ông bà cô chú bác. Trình báo cái ngày vua bé hai đứa nó vui, thì bây giờ tổ sư đưa cho hai đứa nó tự ở đây là mà thằng này của ông cố tổ tiên đây, còn hai bên là ông nội của tụi tôi là mình ông cố nó là ở đây là ông ngoại bà ngoại. Con xã bốn người và ba xã con xã là năm xã xã thôi. Through days of warmth I'm by your side, like the stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Trước tiên ở đây có ông, đây là ông Tám, là ông út của cháu Lan Chi. Kế đó thì đây là ông nội của Lan Chi. Dạ ông nội, nhìn đi rượu nhìn má anh có hả? Ông nội nhìn như là có hốc nhìn cái này. Dạ rồi. Chúc vợ chồng tôi trăm năm hạnh phúc nha. Rồi con bưng đỡ về đây. Tại sao? Chú nhìn đi rượu nhìn má anh có hả? Ba là hai cho ông mồng hai mẹ. Rồi giờ con mời cho cha mẹ con đi. Ở đây là cô Việt Nam trước kìa. Cô Việt Nam dây. Đây là gì những năm rồi và cô Hoàng Di rồi dạ cô nhìn nhìn cái gỗ nhìn má ảnh không con không không à rồi dạ cô chú nhìn má ảnh không con hả chú cháu có dâu nhìn qua đây chị ờ đúng đây đó dạ rồi không miếng rồi xong cái con đi qua luôn ngoài luôn
đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ở đây là cô Cô Nông Nội. Cô Tư. Cô dẫn đi, cô dẫn ảnh cho con á. Xin cắt ngang chút xíu. Tại vì ở chỗ bác hai là bác hai à, cộng hai. Cậu hai, một bác cậu hai ở đây được. Cậu hai đợi. Cậu ở ở xa là 200 để cho Mỹ. Dạ, cậu đại diện cho cậu hai. Gửi nhà hai đứa mừng hai đứa làm vui. Dạ chú nhìn lại cho cậu hai thế luôn đi. Cậu hai luôn mà. Đấy đấy cậu hai. Thấy cậu hai đứng mời cái này nhỏ. Cậu bảy đây. Cái này là cậu bảy. Cậu bảy là thế cho uống rượu thế cho cậu hai bà hai. Tìm vô trong cái đưa cái quyền quay lên. Cậu hai giúp mấy đứa mạnh dạn. Để khai đây. Cậu hai nói nè, bớt rồi cái ly không. Để khai rồi. Không nói. 3 giây thôi, 5 giây thôi. 5 giây à. Chốt đây, chốt lại chốt cháu nè. Quay camera. Ờ quay camera. Dạ không. Thằng dạy con thấy luôn. Dạ. 5 giây thôi. Đâu rồi. Ngoài em đại biết bao lâu không chịu đám cưới. Ngoài nó biết bao lâu không chịu đám cưới đâu. Dạ các mình á đám của gì đó cái 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 ờ quay qua dặn cho chụp hình nhé. Rồi uống với không nói tao cũng uống nè. Uống mùi đâu hai đứa ngon rồi xong mình của em Minh em Bảo đại diện
Lấy cho mình ơi, khỏi uống. Hôm nay đẹp đó. Rồi tới 7 người. Anh ba con. Cái này nó chạy miễn. Rồi. Đang gần quá không? Con của người thứ 8. Thứ 8. Anh 2 thứ 8. Chúc mừng hai vợ chồng nha. Em nhìn cái gũi má em đó ạ. Này cũng 2 của này mà. Rồi tới 2. Rồi 2 9. Anh 2 chị 2. Thì giờ bây giờ là tới 2 9 9. Chúng ta đây rồi đây. Anh hai chị hai luôn. Con cười à. Rồi. Rồi xong. Rồi. Rồi. Còn không? Còn chơi, còn chín còn nhớ còn nữa mà. Lan Chi đã xong phần giới thiệu ông bà cô dự xong, bây giờ tới xin mời anh của bên đại diện bạn trai giới thiệu cho hỏi biết là người ai, người như thế nào, xưng hô sao, đó là chú cô bác thì. Và cũng xin nói thêm một phần tí hơi tế nhị, vì đêm hôm thì cháu Danh nó cũng có lại ảnh này, nó chỉ mời rượu ông bà cô bác anh chị hết trơn, dòng cái phần quà thì đêm hôm nó bản đã cho xong rồi, bây giờ ở đây á, thì thôi để cho cháu giới thiệu cho nó biết là nó dân rượu, chứ đúng ra thì nói cho mình hiểu nha, rồi nó dân rượu để uống cái ngày mừng ngày vui, còn phần quà thì hôm nó bản thì mình xong hôm qua rồi, xin phép nói nhẹ chút xíu ha. Rồi thì bây giờ ở đây trước mắt thì bây giờ tôi để có là dùng hai với chú chú Tám vừa hay, bây giờ chú Út đó ha, thì bây giờ con bưng hai ly rượu đi, bưng hai ly rượu ngoài dưỡng với chú luôn đi. Chú cô
với cô của cháu Danh có ngồi ngoài cô với Dưỡng rồi đó. Nó ở nhà ta. Ôi sáng nó ngồi ngoài. Chị hai canh đó kìa. Chị hai nữa kìa Trinh. Chị hai canh. Đi dọc qua đó ra mà giới thiệu bây giờ. Lại ơi. Bây giờ mình bà này chị hai qua. Thôi ngồi ngồi. Chủ yếu là ví dụ mà. Rồi anh hai chị hai mở tiền cá. Anh hai cho. Rồi bây giờ xong luôn không? Giờ mở cửa nhà. Đây nè, đi mai. Phần anh chị cô bác thì giới thiệu vậy cũng tạm cho cháu nó biết rồi ha. Thì bây giờ như thế này ha, thôi mình không được cái vấn đề mà lễ thì mình chắc hai bên cũng biết rồi. Bây giờ như thế này tôi cũng xin phép một tí là bây giờ ở đây đó có bằng cha mẹ hai bên. Thế thì bây giờ trước tiên thì cho hai mẹ mình ưu tiên cho hai mẹ trước uống nhiều dụng mình cũng là vui của hai con mình hôm nay. To write itself, you fill my heart with every reason to believe the way you look at me. And when you look at me, you're bringing heaven down to earth. A symphony in every word. Cô ông bà chú bác cô gì là về nhà hàng để mình dùng chung một buổi tiệc để cho cái gia hai gia đình được gắn kết bên nhau. Thì bây giờ xin mời đại diện nhà trai cũng giống như là cô hai bác Su Gia bên kia và bên này là chuẩn bị mình đi qua bên bên nhà hàng trọng đại. Thì bây giờ buổi lễ đến đây là coi như là mình đã xong, coi như là mình kết thúc những phần này. Bây giờ ai gom thì gom đi, còn cầu cao thì bây giờ mình đem về phía bên chỗ của ông ngoại để kiến ông ngoại. This way.
để chúng ta quyết định hôn tương hôn, vì có đồng ý không ạ? Một tràng pháo tay thật to được không ạ? Em mong anh á, sau này á, cố gắng làm một người cha thật là tốt. Nói chuyện á, thì phải ngọt ngào với vợ, chứ không có trống không, cọc lóc. Phải ngọt ngào vô thì em bé sống có tình cảm. Mong hai đứa sau này hạnh phúc hơn, mới kiếm được nhiều tiền, tu sự quan trọng hơn. Phải thương yêu mẹ con em nhiều vô, có bao nhiêu tiền thì đưa chị hết, chị lấy hết.